Tiếp tục hành trình review Trung Quốc, Khoa Bích đến tỉnh Tứ Xuyên để tham quan tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn. Đây có thể nói tượng Phật này to nhất thế giới. Sau đó Khoa tham quan nhà của Thi Thánh Độ Phủ và review món lẩu cay Tứ Xuyên nổi tiếng. Tượng Phật khổng lồ ở Lạc Sơn. Điểm tham quan đầu tiên của Khoa Mết là tượng Phật khổng lồ Lạc Sơn, hay còn được biết đến với tên đầy đủ là tượng đá Di Lặc ở chùa Linh Vận, tọa lạc tại giao điểm của ba con sông Dân, sông Đại Độ và sông Thanh Y thuộc thành phố Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Thời nhà Hán, Lạc Sơn có tên gọi là huyện Nam An, đến thời Nam Bắc Triều cải thành huyện Khương, đến thời nhà Tống đổi thành phủ Gia Định, thời Nguyên là Lộ Gia Định. Năm thứ 20 Ung Chính nhà Thanh 1734 đổi thành huyện Lạc Sơn, năm 1978 trở đi được gọi là thành phố Lạc Sơn. Bức tượng Lạc Sơn Đại Phật được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1996, là bức tượng Phật bằng đá lớn nhất trên thế giới. Nằm cách thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc 160 km về phía nam, bức tượng Lạc Sơn Đại Phật hơn 1.300 tuổi được tạc vào núi Lăng Vân. Bức tượng cao 71 m, với phần đầu cao 14,7 m, có 1.021 con ốc sên gắn trên đó, vai rộng 24 m, mũi cao 5,3 m, tai dài 6,7 m, hốc mắt rộng 3,3 m và lông mày dài 5,5 m. Ngón tay trỏ của tượng Phật dài 8,3 m, ngón tay út nhỏ nhất cũng đủ lớn để người ngồi. Trên thân của tượng Phật được xây dựng một hệ thống thoát nước nhằm giảm tác động bào mòn và phong hóa của thiên nhiên. Trong số 18 lớp bánh xoắn ốc trên đỉnh tượng Phật có rãnh thoát nước nằm ngang ở lớp 4, 9 và 18. Ngoài ra, Lạc Sơn Đại Phật có hai hộ pháp có chiều cao khoảng 16 m và rộng khoảng 6 m, mặc chiến bào, tay cầm pháp khí và canh gác hai bên. Một con đường ván đã được xây dựng ở phía bên phải của tượng Phật, cho phép di chuyển thẳng từ đỉnh tượng Phật xuống chân tượng. Trên bức tượng đá của con đường ván có hai ngôi chùa Phật giáo được bảo tồn tốt nhất trong số hàng trăm ngôi chùa Phật giáo xung quanh tượng Phật khổng lồ. Việc xây dựng tượng Lạc Sơn Đại Phật bắt đầu vào năm Khai Nguyên đầu tiên của nhà Đường 713 và hoàn thành vào năm Trấn Nguyên thứ 19 803, kéo dài khoảng 90 năm. Nhà sư Hải Thông khởi xướng việc xây dựng với hy vọng rằng tượng Phật sẽ làm cho dòng nước sông ở địa phương chảy êm đềm hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông đường thủy. Sau khi tượng Phật hoàn thành, dòng nước sông trở nên hiền hòa hơn, giúp tàu bè yên tâm đi lại. Theo giải thích của các nhà khoa học, việc xây dựng khiến đá từ vách núi rơi xuống đáy sông đã làm thay đổi dòng chảy và khiến con sông an toàn hơn. Toàn bộ tượng Phật được xây dựng trên dãy núi, trải qua nhiều biến cố lịch sử. Lạc Sơn Đại Phật đã được tu sửa nhiều lần. Trong thời kỳ Trung Hoa Dân Quốc, tượng đã bị một phần phá hủy bởi binh lính của Danh Sen trong quá trình huấn luyện quân sự, nhưng sau đó đã được người dân khôi phục bằng kinh phí đóng góp. Ngoài tượng Phật lớn, khu du lịch Lạc Sơn còn nổi tiếng với nhiều điểm tham quan đáng chú ý như tượng Phật nằm, núi Lăng Vân và chùa Âu Vu. Đến đây, du khách sẽ được ngắm nhìn những kiệt tác tinh xảo, thể hiện lòng thành kính trước Đại Phật. Khu du lịch Lạc Sơn Đại Phật là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất tại Trung Quốc, cho phép du khách chiêm bái bất kỳ thời điểm nào trong năm. Tuy nhiên, chính quyền khuyến cáo du khách nên tránh tới đây vào những ngày mưa bão để đảm bảo an toàn. Khoa Bích chia sẻ, ông nào xem phim hay đọc truyện phong vân
thì không xa lạ gì với câu Ni Bồ Tát phán cho Hùng Bá: nước qua đầu gối Phật, lửa thiêu Lăng Vân Động, rồi ngươi sẽ hóa rồng nếu có được phong vân. Lăng Vân Động chính là cái núi nằm phía sau Lạc Sơn Đại Phật. Ở đây hang động vô số, tôi đi tìm Hỏa Kỳ Lân mà nó chặn không cho vào. Ẩm thực Tứ Xuyên. Sau khi tham quan Lạc Sơn Đại Phật, Khoa Bớt tới nhà hàng Sudasia Hotpot tại Thành Đô để review món lẩu Tứ Xuyên trứ danh. Tới đây, Khoa Bớt phải đợi chỗ vì quá đông. Được mệnh danh là trái tim của Tứ Xuyên, thủ phủ Thành Đô nổi tiếng bởi không chỉ là một trong những thành phố thu hút khách du lịch mà còn là nút giao thương quan trọng của cả nước. Thành Đô là một thành phố nằm ở phía tây nam của Trung Quốc, trực thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Nơi đây có tổng diện tích khoảng 12.300 km², dân số khoảng 11 triệu người. Vào khoảng năm 256 trước công nguyên, Thành Đô lúc bấy giờ là thủ đô thịnh vượng nhất của tỉnh Tứ Xuyên, nơi được mệnh danh là nhà nước tiên đường. Không chỉ nổi tiếng với nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, Thành Đô còn được biết đến nhờ đất đai vô cùng màu mỡ, tưới tiêu từ hệ thống sông ngòi dày đặc, nối với sông Dương Tử. Trở lại Khoa Bớt, anh đã gọi một nồi lẩu hai ngăn, một ngăn nước lẩu cây truyền thống và một ngăn nước lẩu nấm không cây. Đồ ăn lẩu cũng rất đa dạng, từ thịt bò, thịt heo, thịt cừu, lòng bò, ốc heo, lòng vịt. Bên cạnh đó, Khoa Bớt còn gọi thêm cơm chiên, há cảo và các món ăn no khác. Tứ Xuyên mang trong mình một nền văn hóa lâu đời và cực kỳ đa dạng, trong đó văn hóa ẩm thực vốn được xem là tiêu biểu. Nổi tiếng với các món ăn đậm vị, cay nồng, Tứ Xuyên là một trong 8 trường phái đặc trưng nổi tiếng của ẩm thực Trung Quốc và lẩu chính là hồn cốt của văn hóa ẩm thực nơi đây. Năm 2012, Thành Đô được UNESCO công nhận là thành phố ẩm thực thứ hai của thế giới, đầu tiên của châu Á. Năm 2015, tờ Telegraph của Anh xếp đây là một trong những điểm đáng đến của du khách khi tới châu Á. Tờ báo đừng danh này cũng đặc biệt nhấn mạnh về văn hóa ẩm thực nổi tiếng của Tứ Xuyên với vị cay đặc trưng và món lẩu nổi tiếng mà ai cũng phải ăn một lần trong đời. Vị cay của ẩm thực Tứ Xuyên chính là tinh túy làm nên thương hiệu của mỗi món ăn. Tuy nhiên, không chỉ có ớt, vị cay của các món ăn Tứ Xuyên còn là sự góp mặt của hạt tiêu, hoa tiêu. Không đơn thuần được coi là gia vị mà ớt, hạt tiêu, hoa tiêu còn là loại thực phẩm chính được chế biến rất công phu, tỉ mỉ để thổi hồn vào hàng trăm món ăn đang vang danh khắp thế giới. Phức tạp nhưng thú vị như chính cái sự đa dạng của nguyên liệu, gia vị hay sự cầu kỳ trong quá trình chế biến, lẩu Tứ Xuyên dễ làm siêu lòng thực khách ngay khi được bày biện giới thiệu. Dĩ nhiên, không thoát khỏi vị cay lẫy lừng của nơi sản sinh ra nó, lẩu Tứ Xuyên cũng vang danh với nước dùng cay và nhiều hương vị nhờ các loại hạt tiêu, hoa tiêu hay hàng chục loại ớt khác nhau. Chính điều này đã tạo nên thứ nước súp thơm nồng cay cay tê tê đầu lưỡi, khiến thực khách rất khó để cưỡng lại. Đặc biệt, nồi lẩu có thể có 2 hoặc 9 ngăn để đặt từng loại nước lẩu khác nhau. Tuy nhiên, hiện tại, đa phần các nhà hàng lẩu Tứ Xuyên thường dùng loại nồi 2 ngăn. Một ngăn có chứa nhiều gia vị cay nóng, ngăn còn lại thì không cay để phù hợp với khẩu vị của khách. Sau khi ăn, Khoa Bớt chia sẻ, lẩu cay Tứ Xuyên thì quá nổi tiếng. Mấy cái lẩu cay ở Việt Nam đã gia giảm cho bớt cay nhiều lắm, chứ chính gốc thì vớt ra 2 tô ớt vẫn không bớt cay. May mà chị nhân viên vớt 3/4 ớt ra mà ăn xong về sữa ruột luôn mới chịu nổi. Tuy cay nhưng đối với Khoa Bớt thì món này ngon và đáng để thử khi đi du lịch Trung Quốc. Thi Thánh Đậu Phủ. Sau khi ăn no, Khoa Bớt tới tham quan thảo đường hay ngôi nhà cỏ của Đậu Phủ. Dưới video của mình, Khoa Bớt hài hước chia sẻ, ông nào ngày xưa học văn học thì chắc có học qua bài ca nhà Tranh bị gió thu phá. Trong video sẽ review ngôi nhà đó cho mấy ông có cái nhìn thực tế để học văn học sử cho nó bớt khô khan qua video của Khoa Bớt. Đỗ Phủ, sinh năm 1712, mất năm 1770, là một nhà thơ nổi bật thời nhà Đường. Trong thơ ông, đạo đức và lịch sử đã chiếm phần quan trọng. Tài năng tuyệt vời và đức độ cao thượng của ông nên từng được các nhà phê bình Trung Quốc gọi là thi sử và thi thánh. Cùng với Lý Bạch, ông được coi là một trong 2 nhà thơ vĩ đại nhất Trung Quốc. Tham vọng lớn nhất của ông là có được một chức quan để giúp đất nước, nhưng ông đã không thể thực hiện được điều này. Cuộc đời ông giống như cả đất nước bị điêu đứng vì loạn An Lộc Sơn năm 755 và 15 năm cuối đời ông là khoảng thời gian hầu như không ngừng biến động. Trong cuộc đời Đỗ Phủ, ông viết đến hàng ngàn bài thơ. Tuy nhiên, một trong những câu thơ nổi tiếng nhất của ông là An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàng sĩ câu hoang nhang. Dịch là mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn để giúp cho các hàng sĩ trong thiên hạ đều được vui vẻ mặt mày. Câu thơ này đã trở thành biểu trưng cho tấm lòng lo cho dân cho nước của Đỗ Phủ, giúp Đỗ Phủ có được danh hiệu thi thánh cao quý
trong lịch sử văn thơ Trung Quốc. Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, ông dựng mái nhà tranh bên suối Hoảng Hoa, đặt tên là Thảo Đường. Ông gửi thư đi các nơi xin đào, lý, mai, cúc, các thứ cỏ hoa về trồng. Thảo Đường ở phía Tây quay lưng vào Quách Thành Đô, ngoài là đường Thạch Tuân, phường Bích Khê, phía Bắc đầm Bách Hoa, phía Tây cầu Vạn Lý, suối Hoảng Hoa, gần sông Cẩm, phía Tây Bắc trông ra núi Tây Lĩnh, quanh năm tuyết phủ. Phong cảnh hữu tình, ngôi nhà nhỏ càng đượm màu thanh nhã. Đầu năm Bảo Ứng 762, vì loạn nên ông đưa gia đình chạy khắp nơi. Gần 2 năm sau mới trở về lại mái nhà tranh ở Thành Đô. Được Nghiêm Vũ tiến cử, Đỗ Phủ nhận chức kiểm hiệu công bộ viên ngoại lang. Nghiêm Vũ mất, ông cũng thôi việc. Lúc này bao bạn thân của ông như Lý Bạch, Cao Thích lần lượt từ giã cõi đời, để lại cho ông nỗi buồn vô hạn. Lâu nay người ta vẫn nói rằng Đỗ Phủ là một người có tài năng nhưng không may mắn. Mặc dù có tài năng văn chương, lại có chí kinh bang tế thế, tuy nhiên bước vào tuổi trung niên, Đỗ Phủ vẫn không ổn định, phải lang bạt khắp nơi sống nhờ người khác. Giả thuyết lưu truyền rộng rãi nhất nói rằng Đỗ Phủ chết vì ăn quá no. Cuốn sách Minh Đường Tạp Lục của một người đời Đường có miêu tả, khi Đỗ Phủ lang bạt tới Lỗi Dương, Hồ Nam thì gặp phải lũ lớn, suốt 10 ngày liền không được ăn uống miếng nào. May sao, sau đó được quan huyện lệnh vùng đó phái thuyền tới cứu, đồng thời tặng cho Đỗ Phủ một ít thịt bò và rượu trắng. Sau hơn 10 ngày phải nhịn đói, thông thường phải ăn từ từ thì dạ dày mới có thể thích ứng kịp và mới có thể tiêu hóa được. Tuy nhiên, do quá đói, Đỗ Phủ đã ăn ngấu nghiến hết chỗ thịt bò được tặng. Thịt bò vốn không phải là thứ đồ ăn dễ tiêu hóa. Kết quả dạ dày của Đỗ Phủ không chịu đựng được, dẫn tới cái chết của Đỗ Phủ. Năm đó, ông 59 tuổi. Tuy nhiên, những năm gần đây, các nhà khoa học kết hợp với tri thức y học hiện đại đã đưa ra một kết luận mới về cái chết của Đỗ Phủ. Người ta nói rằng, cái chết của Đỗ Phủ quả thực có liên quan tới chuyện ăn uống. Tuy nhiên, Đỗ Phủ không chết vì tiêu hóa không tốt, mà vì bị trúng độc có trong thực phẩm. Các nhà khoa học phân tích cho rằng, lúc bấy giờ đang là thời điểm giữa mùa hè, khí hậu vô cùng nóng nực. Lại thêm thời bấy giờ, người ta vẫn chưa có kỹ thuật giữ đông lạnh. Do vậy, thịt bò rất dễ bị hỏng, từ đó sinh ra các chất độc. Thêm vào đó, rượu trắng khi được đưa vào cơ thể càng đẩy nhanh quá trình lưu thông của các chất độc. Nhiều năm phải chịu cảnh lang thang, đói rét, cơ thể Đỗ Phủ vốn đã rất yếu. Việc ăn thịt bò đã hỏng rất dễ dẫn tới việc Đỗ Phủ bị trúng độc mà chết. Nguyên nhân về cái chết của Đỗ Phủ rốt cuộc ra sao cho tới nay vẫn gây ra không ít tranh luận. Kết thúc video, Khoa Bết gợi ý, nếu có dịp đi Trung Quốc, mọi người nên ghé Tứ Xuyên, vùng đất này có rất nhiều thứ hay cần nên tham quan.